Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một cái video giới thiệu về khăn mặt tơ tằm. Khăn mặt tơ tằm ở Bảo Minh Siêu thì là chiếc khăn mặt từ 100% tơ tằm và không nhuộm màu, để màu nguyên bản của sợi tơ tằm luôn, nên là không lo ngại cái vấn đề về tác hại của màu nhuộm công nghiệp. Đấy. Thì ở Bảo Minh Siêu thì sẽ có hai loại khăn mặt. Loại khăn mặt một lớp và loại khăn mặt hai lớp. Loại khăn mặt hai lớp. Đây là loại khăn mặt hai lớp. Thì chiếc khăn sẽ có hai lớp vải tơ tằm. Còn đây là chiếc khăn có một lớp. Đấy. Thì cả hai chiếc loại khăn này thì đều không nhuộm màu, và cái sợi tơ tằm ấy ở đấy ấy, sẽ được xé sợi thủ công, xe bằng tay thủ công, và lực xé sợi đảm bảo cái vấn đề là cái sợi tơ tằm nó vừa bóng vừa xốp, lại rất là mềm. Thì tại sao lại có hai loại, loại hai lớp và loại một lớp? Loại trước đấy thì sẽ có loại hai lớp, nhưng hai lớp thì mọi người nhận xét là có vẻ là nó bị, khi lau thì nó bị trơn trượt. Còn thế là mình sẽ làm thêm loại thêm một lớp nữa. Đấy, loại thêm một lớp nữa. Thì so với thời kỳ đầu ấy thì lụa tơ tằm khăn mặt tơ tằm của bên mình ấy thì đã dệt dày hơn, chắc chắn hơn. Đây các bạn có thể nhìn này, dày hơn và chắc chắn hơn. Thì tại sao lại có cái khăn mặt tơ tằm này? Bởi vì là theo như mình đọc ấy và mình nghiên cứu ấy thì thấy là cái tơ tằm này nó hút ẩm 11%, tức là hút ẩm rất là tốt. Thứ hai nữa là sợi tơ tằm ấy thì nó rất là mềm ở trong nước, rất là mềm ở trong nước. Bình thường tơ tằm đã rất là mềm mại rồi, nhưng mà vào trong nước thì nó rất là mềm nữa. Thứ ba là cái sợi tơ tằm thì nó rất là nhanh khô, rất là thoáng. Vì vậy mà các bạn bảo quản ở trong khăn mặt ấy rất là dễ, nó không sợ bị mất vệ sinh. Ví dụ khăn cốt tông thì các bạn thấy đấy, khi mà nó hút ẩm cũng rất là tốt, nhưng mà nó thoát hơi ẩm rất là kém. Tức là nếu mà các bạn để ở trong nhà vệ sinh ấy, thì nó rất là lâu là khô, gần như là không khô luôn ấy. Bởi vì không khô luôn. Và việc mà không khô để lâu thì nó sẽ dẫn đến là khăn sẽ rất là mùi, mùi rất là hôi. Và thứ hai nó là môi trường để cho nấm mốc rồi là vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Nên là nếu mà da bạn nào mà nhạy cảm hoặc là da trẻ con ấy dùng khăn cốt tông ấy thì rất là dễ bị viêm da, nhiễm trùng da. Và có một cái nữa là nếu các bạn để ý ấy, khi mà khăn cốt tông ấy mà khô ấy thì nó sẽ co lại và rất là cứng. Thì khăn tơ tằm nó sẽ không như vậy, bởi vì khăn tơ tằm lúc khô thì nó rất là mềm rồi, bản thân lúc nào nó cũng rất là mềm rồi, nên là các bạn sẽ không còn bị sợ nữa khi mà chạm vào chiếc khăn mặt đấy. Thì cái khăn mình sẽ cho vào cái bát nước này để cho mọi người thấy là cái khăn tơ tằm nó hút ẩm và nó mềm như thế nào nhé. Trước tiên là cái khăn hai lớp. Đây, khăn hai lớp. Bắt đầu nhá, sợi nó màu trắng sữa nhá, khăn màu trắng sữa. Nhưng khi vào nước ấy nó hút ẩm này, nó hút rất là nhanh. Đấy. Rồi khi mà nhấc lên ấy cái khăn nó rất là mềm. Đây nó mềm mà nó, và các bạn thấy không? Khi mà nước vào ấy thì cái sợi tơ tằm màu nguyên bản mà, màu của tơ tằm màu trắng sữa, màu trắng ngà ấy, thì cho vào nước vào thì nó trở nên là nó có màu vàng. Nó màu vàng. Nó hút ẩm rất nhiều này, các bạn thấy không? Rất là nhiều nước, và chiếc khăn nó chuyển sang màu vàng, màu trắng ngà, màu vàng ấy, rất là đẹp. Đấy, các bạn có thể dùng để lau mặt rất là tốt, mềm. Các bạn có thể thấy không? Cái sợi tơ tằm nó nở ra, nó mềm. Đấy, đây là khăn hai lớp nhá, tự nhiên nó nở ra, nó căng ra đây, rất là mềm. Đây là chiếc khăn một lớp. Khăn một lớp này thì dành cho người lớn, các bạn là dùng thích một lớp. Thì các bạn nhìn nó hút ẩm này, hút nước. Chiếc khăn nó sẽ hút nước này. Đấy, nó hút nước. Đây, theo hút nước.
sợi tơ tằm ở trong nước nó chuyển sang màu vàng rất là đẹp, màu vàng rất là đẹp luôn, nó bột ẩm rất tốt. Và các bạn nhìn thấy nó hút rất nhiều nước, màu nguyên bản bây giờ chuyển sang màu vàng rồi, trắng vàng rất là đẹp. Khi mà các bạn phơi thì nó lại chuyển sang màu trắng sữa như bình thường thôi. Đây, rất là mềm. Cái khăn một lớp này thì xé, lúc mà xé thì là sẽ xé chặt hơn so với khăn hai lớp này một chút. Cái sợi nó sẽ xé chặt hơn để dệt, có thể là dệt dày hơn, để dày hơn một chút. Đấy thì các bạn thấy không, nó chuyển sang màu vàng hết rồi, nó rất là mềm. Đấy thì các bạn, cái khăn mặt tơ tằm đấy thì các bạn có thể là sử dụng 3 tháng 4 tháng và sau đó các bạn thay. Thì khăn mặt thì mình tốt nhất là mình 3 4 tháng này mình thay một lần thì nó sẽ là tốt nhất. Thì hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cái sản phẩm này và trải nghiệm một cái sản phẩm tốt hơn, có ích hơn và có lợi cho sức khỏe của bạn hơn. Cảm ơn các bạn.